cũng có hài hước không ạ? Hài hước thì cũng có em. Nói chung là anh có thể xoay chuyển được mọi cái tình huống. Như cái lúc thì em nóng, anh sẽ làm như thế nào để cho em nổi xuống? Lúc nào em vui thì anh sẽ làm sao cho em buồn xuống. Được không? Vui thì cho em quẩy anh luôn. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi bây giờ mình giới thiệu về mình cho bạn gái bên kia nghe Ly. Dạ, em tên là Hiển Dinh, hiện tại em 28 tuổi và em đang sống và làm việc tại Đồng Nai. Em làm nghề gì? Dạ em làm nghề tóc. Em làm chỉ riêng biệt là nam thôi. Nam thôi. Dạ. Ừ, rồi. Rồi mời em gái giới thiệu. Em tên là Nguyễn Thị Kim Hoài, 26 tuổi. Em đang sống và làm việc ở Bình Dương ạ. Nguyên quán của em là ở Thanh Hóa. Em đang làm công việc gì? Dạ em đang làm nhân viên văn phòng ở phòng thu mua của một công ty ở Bình Dương ạ. Bình Dương là em ở cái địa chỉ nào vậy em? Dạ Bình Dương là em ở Dĩ An ạ. À Dĩ An, anh xuống Dĩ An cũng gần. Gần không? Dạ cũng gần chị. Rồi, Đồng Nai là em ở cụ thể chỗ nào? Dạ Đồng Nai là em ở huyện Vĩnh Cửu, cũng giáp ranh với thành phố Biên Hòa. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Ưu điểm của em đó là biết nấu ăn, khá là vui vẻ hòa đồng với tất cả mọi người. Khi mà em làm việc thì em cũng khá là tập trung. Về nhược điểm là em khá là nóng tính. Em hay cáu, em cũng hay quên nữa. Hay cáu mà còn hay quên nữa. Bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Sở thích của em là ưu điểm và biết ca hát, chơi thể thao cũng tốt, rồi thiêu tranh, nấu ăn, giặt đồ, gì cũng làm được. Thiêu tranh hả? Ồ. Nấu ăn, giặt đồ, hớt tóc, cạo đầu. Biết hết đúng không? Dạ cái đó cũng thường lắm anh. Bây giờ hát bài cho vui đi. Dạ bây giờ khán giả ở đây là muốn hát nhạc cổ hay là muốn hát nhạc trữ tình? Ca nhạc theo yêu cầu luôn. Mình chút xíu mở màn lên ha. Dạ. Chào hỏi nhau là mình vô câu này luôn nha. Nha, cho nó hợp lý chút. Bây giờ hát bài gì vui vui đi. Chẳng qua là duyên số, anh và em có nợ nhau thôi. Cảm ơn ông trời cao đã cho đôi mình bên nhau lúc nào. Anh ơi thành đô ngựa xe, chán ngang biết bao nhiêu dối lừa. Khi anh về đây mới thấy thương em dãi dầu nắng mưa. Biết bao người con gái đem tình yêu đến tặng cho anh. Dẫu anh không đẹp trai, biết bao nhiêu người khen anh có tài. Đó, bây giờ mình thấy có không khí rồi đó. Em hỏi bạn gái đi. Sở thích đầu tiên của em là cái gì? Xem phim ạ. Có hay đi ăn uống hay là cà phê bạn bè, đi đâu vậy không? Dạ cũng thỉnh thoảng cũng có đi ạ. Em thường đi vào ngày cuối tuần ạ. À vậy cái đó nó cũng phù hợp đối với anh. Dạ. Anh ơi anh có hài hước không ạ? Hài hước thì cũng có em. Nói chung là anh có thể xoay chuyển được mọi cái tình huống. Như cái lúc thì em nóng, anh sẽ làm như thế nào để cho em nguội xuống? Lúc nào em vui thì anh sẽ làm sao cho em buồn xuống? Dạ không, vui thì cho em quẩy anh luôn. Anh ơi, anh trải qua bao nhiêu mối tình rồi ạ? Ba mối tình. Dài nhất thì cách đây là 2 năm. Nói chung là cũng tình cờ thôi, mình cũng không biết nữa, sau này quen rồi thân thiết với nhau rồi trái tim nó rung động, lúc đó mới biết người đó là định cư nước ngoài. Dạ. Việt kiều á ha? Dạ Việt kiều, tại vì người đó về quen nhau bao lâu mới biết? Dạ người đó về 2 tháng. Tới lúc mà rằng đi thì người đó thì mới nói là em định cư bên nước ngoài. Rồi đi luôn? Dạ đi thì cũng liên lạc cũng vẫn một thời gian. Càng ngày thấy xa mà cách lòng anh. Hai đứa cũng thống nhất với nhau là tự giải thoát cho nhau và tìm một cái hướng đi mới. Rồi bạn gái bên kia, mình có mấy mối tình rồi. Dạ em chưa có mối tình nào ạ. Chưa có mối tình nào? Lý do tại sao? Em ít có giao tiếp với bạn nam nhiều ạ. Mà nếu mà có giao tiếp thì các bạn ấy cũng là các bạn thân chơi thân, mà thân thì không có yêu được. Nhưng mà em có thích không? Mình có cảm thấy thích bạn nam nào không? Mình có yêu đơn phương ai không? Dạ không. Không luôn? Dạ. Rồi mình nhìn một chàng trai mình thấy hợp mình hay là thấy đẹp trai hay cái gì mình có thích không? Thật ra là em chưa nhìn thấy ai mà em thấy hợp với em. Được rồi. Gì mà hai mấy năm mà chưa nhìn thấy ai thấy hợp hết. Dạ. Em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Về ngoại hình ạ. Cao hơn em một cái đầu. Mặt thì ưa nhìn ạ. Em thích bạn nam mà mặc áo sơ mi trắng. Vô luôn, vô. Vô hả? Bên tay đóng thùng với áo sơ mi trắng ấy. Em rất là có cảm tình với những bạn mà trong các cách ứng xử của mình phải là một người nghiêm túc và mình trưởng thành trong suy nghĩ của mình. Nghĩa là không thích cà rỡn, giỡn hết rồi phải không? Dạ. Em có thể xoay chuyển tình thế mà. Dạ được, không có lo. Vậy em muốn tìm người bạn gái như thế nào? Dạ, người bạn gái của em thì trước hết thì phải nết na nè. Rồi mình phải biết lễ phép đối với người trên kẻ dưới. Đặc biệt là phải chung thủy. Tay biết chung thủy hay không mà tại chưa có quen ai lấy đầu biết. Em thích có một cái bộ tóc đen dài. Bộ tóc đen mua tóc giả đầu vô. Dạ không anh. Rồi gì nữa, đen dài có luôn. Đen dài, nước da thì nói chung cũng sáng chút xíu thì được. Rồi. Dạ, hiền dịu chút xíu. Đơn giản vậy thôi phải không? Dạ. Em suy nghĩ sao về cái việc sống thử? Em không thích sống thử. Không thích sống thử. Dạ. Sống em... là thiệt luôn trong thử đúng không? Em là một người mà theo mẫu hơi truyền thống một chút. Em không có tư tưởng quá hiện đại. Rồi, được rồi, để chị nắm cái tình hình vậy chị qua chị coi coi. Cô bên đó yêu thử còn được nữa chị sống bởi thử. Bởi vậy khó lắm à. Nghe vậy thấy có sợ gì không? Dạ. Có lo lắng gì không? Dạ không có gì. Cái đó thì nói chung là nằm trong cái chỉ tiêu của em hết. Trong cái khả năng của em mà nó dễ lắm. Có nghĩa là nghe chưa có bạn trai là còn khoái nữa đúng không? Dạ không, có bạn trai hay không rồi thì cái vấn đề đó nó cũng bình thường thôi. Nhưng mà đây là người ta nghiêm túc là nha, người ta không có sống thử nha. Người ta quen là người ta tới tiến tới hôn nhân luôn nha. Công việc ổn, mọi thứ sẵn sàng để tiến tới hôn nhân chưa? Dạ ổn định, em thì em làm ở nay là 10 năm rồi. À, em đang sống với ai? Có sống ba mẹ không? Em sống chung với ba mẹ em. Nhưng mà em mở một cái tiệm ở trước nhà. Dạ. Nói chung là nhà em thì làm dâu rất là dễ. Tại vì ba mẹ em luôn luôn có một cái phương châm á, là có một con dâu hay một chàng rể hay gì đó là luôn luôn đặt một cái tình cảm cho những người đó là trên hết những người con ruột. Được ha. Dạ. Rồi, không có yêu cầu gì nữa hết ha. Dạ, đơn giản. Đáng lẫy trên dưới gọn gàng ha. Bữa nay hên mặc áo trắng chứ không mặc áo đen ha. Được. Được rồi, tôi qua coi bên đàn gái thế nào nha. Dạ, dạ. Ai, chào em gái. Có nào nằm tưởng tượng là ông chồng của mình là một người thế nào không? Dạ, em xem phim á, xong rồi em tưởng tượng. Dạ, giống ba em, giống bố em. Ba em là người thế nào? Bố em là một người rất là nghiêm túc, chính trực và có trách nhiệm với lời nói của mình ạ. Được, kiếm người giống ba khó lắm á. Tương tự thôi cũng được ạ. Tương tự thôi ha. Dạ. Để anh coi anh này giống ba mình nha. Dạ. Bên đây cũng ổn đó. Bây giờ mình gặp gỡ người thân xong rồi mình kéo màn lên thôi. Hôm nay em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ, với anh em ạ. Đi với mẹ với anh, phải chỉ có ba đây, nhìn có ba em ra sao. Rồi cho chị gặp mẹ. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Coi chương trình này thì em rất ngưỡng mộ hai MC. Thế là động viên con tham gia để được gặp hai MC này. Dạ. Nhưng mà hôm nay em bị đau họng nhường. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường. Về Hoài ấy, thì chịu khó, biết nấu nướng. Còn cái mặt về hạn chế ấy, thì Hoài là nhút nhát với bạn trai. Còn về bạn trai bên này ấy, anh thấy là nhanh nhẹn, hoạt bát. Và về cái hình dáng thì cũng ok. Hai em thì cũng có những cái điểm mạnh và những điểm còn hạn chế thì sẽ bổ sung được cho nhau. Anh cũng muốn hai em tạo cho nhau một cái cơ hội đấy, ân nút để có một cái buổi hẹn hò thật thú vị. Trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi với chị họ của em và chị ruột với đứa cháu của em. Mà đứa cháu này cũng nhờ đứa cháu này mà em mới có được cái ngày định mệnh hôm nay. Cháu có đăng ký đó hả? Dạ. Tại sao cháu đăng ký cho cậu tham gia chương trình? Chương trình hay, ý nghĩa, tạo cơ hội cho những bạn chưa có tìm được một nửa của mình. Thì thấy cậu như vậy thì con đăng ký cho cậu đi. Cũng mong là sau cái chương trình này thì cậu với lại cô thì cho nhau một cái cơ hội để mà tìm hiểu nhau. Cháu năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ con 19 tuổi. 19 hả? Vài năm nữa đăng ký được rồi nha con. Trù té hả trời. Chừng nào nếu rảnh con đăng ký. Rồi cảm ơn cả nhà. Rồi mọi người chuẩn bị xem họ gặp mặt như thế nào nha. Kéo màn. Chuẩn bị ha. Để coi bữa nay có nhịp tim có đập lộn xạ gì không nha. Cổ liền, đứng lên biểu diễn luôn cho nó không khí. Rồi. Bắt đầu. Đó, tặng hoa là lên giùm cổ luôn. Biểu diễn luôn trước mặt cổ. Bắt đầu đứng nó hát luôn. Em ơi tôi không phải kẻ tình si, cũng không phải là lãng tử mượn đó đào kia để tương tư hình bông. mà chỉ bận khoăn với trái tim rung động khi lần đầu tiên hạnh ngộ với quang đào. Nhìn thẳng cô gái hát. Chỉ sắc hồng tươi và hương vị ngọt ngào, không kêu xa không mượt mà quyến rũ, sao tôi mơ màng ấp ủ bấy lâu nay. Vượt đường dài nào ngại gió sương, nay được về đây vừa lòng Hà Nội. Trời đất giao xuân đào ơi đừng nỡ dội, để tôi được bồi hồi nhìn đại quá nở. Trời, hay quá ngọt ngào. Được ơi, dạ đó là cảm nhận giọng hát của bạn trai như thế nào em? Dạ em thấy anh hát hay ạ. Hay đó. Quá hay. Anh cảm thấy em hôm nay là em rất là dễ thương và rất cảm là thấy em mà anh rất dễ thương là sao? Dạ cảm thấy em rất dễ thương. Như anh mong muốn tìm kiếm một người như em vậy đó, và tính tình của anh nó cũng đồng bộ với em, cũng hòa hợp được. Dạ. Quê gốc của anh là ở Biên Hòa luôn ạ? Gốc của cha mẹ anh thì ở dưới miền Tây, ở dưới thành phố Cần Thơ. Em có bao giờ anh đi miền Tây chơi chưa? Dạ chưa. Trời ơi, để mình mối về dưới anh chở gì dưới thăm chợ nổi đẹp lắm. Dạ. Nếu mà bây giờ là em có bạn trai rồi đó, thì em có muốn là một tuần như đi chơi mấy ngày em có thể nói cho anh biết được không? Chung là mình cứ sắp xếp nếu mà phù hợp thời gian như thế nào thì mình đi thôi ạ. Anh rất là hạnh phúc. Một cái điều đầu tiên và anh cảm nhận có một cái điều gì đó nó rất là rung động về em. Anh mong sao là mình sẽ cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu và tiến xa hơn. Em chỉ quan trọng là khi mà mình quen nhau thì mình cần phải tìm hiểu nhau thật kỹ và có những cái quyết định đúng đắn. Ok, anh cũng suy nghĩ cũng giống như em như vậy. Em thấy anh về bề ngoài thì anh cũng khá là đẹp trai. Anh hôm nay mặc đồ sơ mi trắng với quần tây với giày, thấy anh rất là nghiêm túc và em rất là, nói chung là em có cảm tình. Hết thời gian. Đặt tay vào nút bấm đi bạn. Hai cái nút bấm nó thiêng liêng lắm nha các bạn. Đã bấm là có thật đấy. Hãy suy nghĩ thật kỹ. Là duyên đã trao đấy nha. Suy nghĩ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm nha. 1, 2. Hãy bấm bằng cả trái tim của mình nha các bạn. 3. Hết thời gian. Hết thời gian. Một chàng trai rất là năng động, rất dễ thương. Một cô gái một chút thẹn thùng. Cô gái cũng bối rối đấy. Nắm luôn. Đấy. Anh nghĩ rằng chúng ta sẽ bổ sung những cái khuyến khích cho nhau để trở thành một cặp đôi hoàn hảo nha. Mời nhà trai. Rồi mời anh trai ngồi. Xin mời nhà gái. Hôm nay là hai bạn đã có mặt cách cái hàng rào này thôi nha. Mời anh trai giới thiệu về mình. Trước tiên thì em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân, bạn nữ cùng chơi kế bên và khán giả đang xem trường quay ngày hôm nay. Em tên là Mai Xuân Vương, em năm nay 27 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Em hiện đang sống và làm việc tại huyện Bình Đại của tỉnh Bến Tre. Nghề nghiệp của em là em đang kinh doanh một phòng game. Rồi, bên đây chúng ta giới thiệu về bản thân nào. Dạ em chào chị Hồng Vân, dạ chào anh Quyền Linh và chào bạn trai bên kia. Em tên là Nguyễn Hoàng Thiên Trang, năm nay là em 27 tuổi. Em thì quê em là ở Đồng Tháp nhưng mà hiện tại thì em đang làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm bên kinh doanh bất động sản. Vậy là em làm ở quận mấy ạ? Dạ hiện tại em đang làm việc ở quận Bình Thạnh ạ. Là yêu xa rồi. Dạ. Không, đi chút xíu tới à. Bến Tre cũng gần mà. 3 tiếng rưỡi. Chuyện nó hạ hồi phân giải đi ha. Bây giờ mình nói về cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em thì em rất là vui vẻ. Lúc nào mình cũng nghĩ mọi chuyện nó theo cái hướng tích cực nhất. Còn điểm yếu của em thì nhiều lắm. Nhưng mà nhất là lười, hay quên, với lại là nóng tính. Nóng cỡ nào? Dạ thì kiểu như là ai mà làm gì mà kiểu em thấy hơi khó chịu hay là em bị chèn ép là em bung luôn, giống như là khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai. Khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai. Rồi còn em trai? Em thì điểm mạnh của em thì em biết nhường nhịn. Thì nếu như bạn gái bên kia mà nóng thì chắc chắn là em sẽ không nói gì. Nhưng mà khi nào bạn hết nóng thì có thể mình sẽ nói chuyện sau. Em thì có cái tính là hay cho người ta mượn tiền. Em không bao giờ đòi. Để chút trước khi về gặp anh nhanh mượn mới nha. Trời ơi Linh ơi, tôi đang tính nói phát cái số này ra xong là em nhận được 1000 cuộc mượn tiền đó em ơi. Bây giờ thì đàn gái cho đàn trai biết một chút về đường tình duyên đi. Em thì trước giờ là em có 3 mối tình chính thức, nhưng mà cái mối tình cuối cùng của em là nó cách đây khoảng cũng hơn 2 năm rồi á. Quen được mấy năm? Dạ quen được 3 năm. Nhưng mà tại vì là nói chung là cũng định là kết hôn luôn rồi, nhưng mà do là bên gia đình em thì không có thích, không chịu bạn đó nên là phản đối. Còn em trai? Em trải qua mấy mối tình rồi? Em thì 2 mối tình, một mối tình thời sinh viên thôi. Họ bỏ qua mối tình sinh viên, mối tình mới đây nè, mối tình lúc nào? Mới thì cũng lâu lắm rồi anh, nó cũng khoảng 5 năm rồi. Yêu nhau mấy năm? Yêu cũng được 1 năm rồi. Chào cưng. Dạ. Trời ơi, cao to lực lưỡng vậy mà ở không lâu vậy luôn á hả cưng? Con gái Bến Tre rất đẹp, lý do gì mà em ở không? Em không hiểu tại sao nhưng mà em ở đó 3 năm nhưng mà chưa tán được cô nào. Rồi bây giờ em mơ ước là cái người phụ nữ của em phải như thế nào nè? Nói chung là nhìn dễ thương một chút là được thôi. Dáng thì em không quan trọng lắm. Nói chung là lùn hay cao, em cao sẵn thì họ cao thì nó cũng xứng, nhưng mà lùn cũng được không sao. Bây giờ nè bạn Nam, em thích cái hình mẫu lý tưởng nào nè? Em thì em hâm mộ chị Mỹ Tâm. Thì hình mẫu lý tưởng của em chắc là cũng giống chị Mỹ Tâm. Rồi để qua coi coi giống Mỹ Tâm không? Cho tôi coi chút ra bà mối. Dạ em chào anh. Chào em, dễ thương à. Nhưng mà anh ở Bình Đại xa quá, em có cảm giác là yêu xa vậy, có lo lắng gì không? Dạ thì cũng tùy theo cái niềm tin bạn đó trao cho em thôi. Dạ, với lại là xa gần thì không quan trọng, chủ yếu là có lý do là được. Lý do là được ha. Em không thích điều gì ở đàn ông? Em thì em không thích ít tóc. Ít tóc? Với lại là đừng có hút thuốc nhiều quá là được, kiểu hút thuốc ít ít cũng được, xã giao cũng được mà đừng hút nhiều quá. Em thì không hút thuốc. Rồi em có cái hình mẫu lý tưởng nào giống như bạn bên kia không? Thích Mỹ Tâm mà em thích giống ai nè? Dạ em thì cũng đơn giản thôi chị. Tại vì em cũng hơi khá là cao á. Em tới 1m63. Dạ thì em muốn cái bạn nam của em phải cao 1m74 trở lên. Ôi em yên tâm, cái đó là chị bao luôn. Bao luôn. Có cái hình mẫu nào mà giống nghệ sĩ nào không? Em thích anh Tú, gương mặt nhìn thiện cảm này kia là được. Anh này cũng thiện cảm thế rất là vui. Nó cầu được ước thấy đó, cái cặp này bữa nay là tôi thấy là cầu được ước thấy. Em gái đi với ai? Dạ em đi với anh, với chị của em cũng là cấp trên của em luôn. Rồi cho mình gặp đại diện đàn gái đi. Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân ạ. Và chào tất cả các anh chị đang có mặt ở trường quay ngày hôm nay ạ. Dạ em xin giới thiệu em là Phí Nhật Thành, là anh trai cũng như là cấp trên của bạn Thiên Trang. Em thấy sao bạn trai bên đây có hợp gì với em gái em không? Dạ nói chung là nhìn về cái bên ngoài thì rất là hòa hợp. Good. Good. Dạ và tính cách thì nó có những cái nét mà em cảm nhận đó là có cái sự bù trừ cho nhau. Thì hai bạn nên như thế nào có thể là mở ra những cái cuộc nói chuyện, chúng ta sẽ thấu hiểu nhau nhiều hơn. Mọi mối quan hệ nó đều xuất phát từ những người xa lạ mà. Rồi, cảm ơn em. Anh trai đi với ai? Dạ em đi với anh rể và hai chị gái ạ. Dạ. Rồi chào anh trai. Chị Hồng Vân và anh Quyền Linh và quý vị khán giả trường quay. Và chào gia đình nhà bên đàn gái. Em là Đỗ Ngọc Hà, anh rể của Vương. Theo em thì nó rất hiền, chịu khó làm ăn. Có cái thì trong tháng nào thì nó trước đám đông thì hơi nhút nhát, có lại thôi. Còn theo em thì đánh giá về em gái bên này thì thấy em rất vui, vẻ hòa đồng, dễ thương. Nếu mà hai em cứ mở lòng ra cho nhau một cơ hội, sau chương trình này mong sao hai em đi xa hơn. Rồi, trời ơi, cảm ơn anh. Thôi, bây giờ chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt nào. Mở rào. bắt đầu một mối quan hệ mới đó Vương. Dạ, chào anh. Trong đây là một quyển sách ngày mới. Mong rằng ngày nào em cũng vui tươi và đẹp đẽ. Và tràn đầy xin... Đây là kẹo dừa đặc sản của Bến Tre, đặc sản của Bến Tre. Dạ, rồi. Và một cái móc chìa khóa. Em thích uống cà phê. Dạ, tại vì là em đã đọc qua cái quyển sách này rồi thì em thấy nó rất là ý nghĩa và cái nội dung, cái cách viết văn rất là dí dỏm, em thích nên là em cũng muốn chia sẻ với anh. Cảm ơn em. Em cảm nhận về anh như thế nào? Dạ, em nhìn thấy anh rất là kiểu hiền, cũng thiện cảm, với lại là cũng rất là biết gu ăn mặc. Anh là có thường hay lên Sài Gòn chơi không? Cũng không thường lên lắm, tại vì ở đây nó cũng lâu lâu bạn bè rủ lên thôi. Nhưng mà nếu mà có một lý do nào đó thì anh sẽ lên thường xuyên hơn. Dạ, vậy theo anh nghĩ thì nếu như mà hai đứa mình tìm hiểu nhau á, thì anh sẽ định bao lâu thì sẽ lên Sài Gòn với em? Khoảng cứ một tuần thì lên cũng được. Anh định là anh sẽ lập nghiệp ở dưới luôn hay là có định mai mốt mình mở thêm cái chi nhánh nào ở Sài Gòn không? Thì nếu mà mình có tiền thì chắc chắn anh sẽ mở chi nhánh. Được á, anh mở đi, có gì em quản lý cho. Có gì em quản lý cho. Em á thì em không biết, kiểu em thích ăn, sở thích của em là em thích ăn nhưng mà em không biết nấu ăn. Anh thì cũng biết nấu một chút, nói chung là có thể anh sẽ dạy em. Ok, vậy là phần này là gì qua nè, rồi hay quên nữa. Kiểu như là giờ nhiều khi em ngồi đây em nói chuyện với anh chứ lát hồi xuống hỏi anh tên gì em không nhớ. Thì anh nhắc lại. Rồi còn lười nữa, em kiểu như là do là em cũng sống một mình á, ở trên đây nè, em sống ở Sài Gòn một mình cũng gần 10 năm rồi. Thành ra là cũng không có làm cái gì nhiều á nên là đôi khi lười lắm. Anh nghĩ em sống một mình độc thân thì những cái vấn đề đó em phải biết nhiều hơn chứ. Dạ, kiểu như sống một mình không ai đốc thúc á, không ai quản lý, không ai bắt làm gì hết. Nên là nhiều khi giặt quần áo em bỏ vô máy giặt, em giặt xong rồi em để 2-3 ngày sau mới phơi. Thì em cứ bấm đi anh phơi cho. Em cứ bấm đi anh phơi cho. Đúng rồi. Tại bạn bị cái hay quên á, giặt đồ xong rồi không nhớ là mình giặt đồ rồi. Nó có liên quan với nhau á chị. Bởi vậy. Em hỏi anh một câu cuối nữa thôi là kiểu anh yêu á là anh sẽ như thế nào, hay là anh muốn cái người yêu của anh là sẽ như thế nào trong tình yêu? Trong tình yêu thì anh nghĩ là cho nhau một khoảng thời không gian riêng một chút thì có vẻ thích hợp hơn. Không nên gò bó nhau quá. Dạ vâng, nghĩa là yêu nhau nhưng mà vẫn phải tôn trọng những cái không gian riêng của nhau đúng không? Dạ, đúng rồi. Dạ, em thì em cũng như vậy, em thích kiểu quan tâm nhau xíu, lại là chân thành tôn trọng nhau là được rồi. Anh được không? Được, anh nghĩ như vấn đề đó là... Dạ. Khoảng bao lâu tụi em có thể kết hôn ấy, khoảng bao lâu? Em nghĩ thì đối với em thì khoảng năm sau là được. Em thì sao? Em cũng vậy luôn. Rồi bây giờ bạn trai bước tới có thể là nắm tay cô gái và hát tặng một bài hát nào đó. Rồi bên kia đối đáp lại để mình giao lưu cảm xúc chút xíu nào. Ta thích Mỹ Tâm đó, em hát cái bài nào của Mỹ Tâm coi. Đúng rồi. Nhà thì em cũng nghe, cũng học nhiều thuộc quen lắm. Mà lên đây run có quên hết lời. Thôi để em hát tặng anh với lại là mọi người một bài hát nha. Nắm tay, giữ lấy tay nhau, đừng có buông ra. Dạ không anh ơi, tại vì cái này là em hát là em có diễn luôn á. Nên là... Nói chung là cái tài năng của em là làm cho mọi người vui á anh chị. Tốt mà. Em sẽ hát bài Búp Bê Con Trai nha. Na 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 na. Búp bê con trai, một ngày khi vui em đùa em mong. Phải chi là con trai thì hay biết bao nhiêu điều. Chẳng cần make up, chẳng cần vuốt tóc, và không còn ai gọi em tên là búp bê. Rồi một hôm kia, ôi thật choáng váng, là khi nhìn trong gương và trông thấy ai ô kìa, một thằng con trai đang cười với em. Trời ơi búp bê đẹp xinh này còn đâu. Dạ thôi vậy được rồi. Hát bài của Thanh Thảo ha. Đúng là em có khả năng làm cho đám đông vui lên. Nào, em trai. Hỡi em yêu, Anh chỉ muốn nói một điều, mình lấy nhau đi để đêm đường về cô liêu. Bên nhau sớm chiều không bao giờ buông, mình yêu như chưa từng yêu. Rồi, trở về ghế đi các bạn. Chúng ta đã trao đổi rất nhiều chuyện ha. Bây giờ đã đến lúc chúng ta quyết định bằng nút bấm xem nửa bánh ghép này có phải là nửa bánh ghép của cuộc đời mình hay không. Đây là người mình cần bấm nút hay không. Suy nghĩ thật kỹ và quyết định sau 3 tiếng đếm. 1, 2, 3. Chúc mừng hai bạn. Đó, chính thức hai bạn có thể nắm tay nhau được rồi. Bây giờ thì bạn trai hãy nói gì với gia đình của bạn gái. Mình hứa sẽ làm gì cho cái mối tình này. Kính chào hai bác, chào anh, chào anh chị ngồi. Hôm nay thì được em bấm nút hẹn hò thì em hứa sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc. Rồi, sẵn rồi, xin hôn cái hôm đầu tiên luôn. Cho anh hôn em một cái được ạ. Mời nhà trai. Ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Chào em gái. Chào chị Ngọc Lan. Hai bạn bây giờ chỉ cách có cái hàng rào tình yêu thôi. Mời em trai giới thiệu về mình cho nhà gái nghe nè. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Em chào chị Ngọc Lan, chào bạn nữ bên kia và chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Văn Viên, năm nay 33 tuổi. Gia đình em sinh sống tại Đồng Nai, em hiện sống ở Sài Gòn. Em đang làm việc tại trường Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh với vai trò là chuyên viên, giảng viên. Và ngoài ra thì em cũng đang tiếp tục học lên nghiên cứu sinh ở trường. Chuyên viên, giảng viên luôn. Dạ. Em dạy về bộ môn gì, Viên? Dạ, em dạy ở khoa kinh tế. Thôi, mời nhà gái. Nhà gái giới thiệu về mình nè. Em chào chị Ngọc Lan, chào anh Quyền Linh và bạn trai cùng tham gia chương trình và chào quý vị khán giả. Chào em gái. Em xin giới thiệu, em tên là Bùi Thị Thanh Loan, quê ở Quảng Ngãi, sinh năm 90. Hiện đang làm nhân viên văn phòng về mảng kiểm tra chất lượng phần mềm ở quận 3 ạ. Quận 3. Rồi, đó là lý lịch trích ngang của nhà trai nhà gái. Rồi, nghe rồi ạ. Nhà gái bây giờ chúng ta có ưu điểm, khuyết điểm như thế nào nè? Dạ, đầu tiên em xin phép chia sẻ về khuyết điểm. Là khuyết điểm là em khá là ít nói và ưa sạch sẽ. Còn về ưu điểm là em biết lắng nghe và nấu ăn tốt và có khả năng nấu tiệc được cho 20 người. Ngoài ra thì trong công việc thì khá là tập trung ạ. Ủa, cái chuyện mà mình sạch sẽ là ưu điểm mà. Em cũng biết nữa chị, nhưng mà em sạch sẽ hơi thấy quá chị. Không, sạch sẽ quá cũng là khó chịu cho người khác đó. Cái gì cũng bắt hết trơn á. Ở nhà có một cái hột bụi cũng quét cho nó sạch nữa là cũng mệt mỏi lắm á. Sức khỏe của gia đình thôi thì biết rồi, nhưng mà cái gì cũng mấy mệt lắm. Chút cái kìa, trên kia có con bụi kìa, kìa quần áo kìa, cái gì cũng nói mệt lắm. Rồi mình còn cái tật xấu gì không? Dạ không chị. Đó, nhà gái đơn giản vậy thôi, thích sạch sẽ. Rồi, nhà trai ưu điểm khuyết điểm là gì? Dạ, ưu điểm của em thứ nhất là trung thực. Nói chung là em biết gì là nói nấy, có sai nói vậy. Thứ hai là đến em thì rất là chịu khó trong công việc, học hành cũng giống như là trong các cái mối quan hệ. Thứ ba là tính rất là nhiệt tình, nhiệt tình giúp đỡ mọi người, hỗ trợ các anh chị trong công việc cũng như là đối với bạn nữ thì cũng rất là quan tâm chu đáo. Tuy nhiên nhà nhược điểm thì có thể là đến từ cái ngoại hình thì nó không có được gọi là bắt mắt và thu hút ánh nhìn, nên là nó dẫn đến là đến tham gia chương trình. Đừng có tự ti cái chuyện mà cái hình thể bắt mắt, mỗi người có cái nhãn quan khác nhau. Biết có đôi khi người kia nhìn không thích nhưng người này nhìn thích thì sao? Đâu giống như anh nè, nhiều người nhìn thấy anh thấy nội mập lù ngoại hình ra sao mà kêu là tự ti. Trời ơi, sáng sủa đẹp trai vậy mà rồi vậy mới khỏe đó. Mập như anh ai cũng chê chứ á, đúng không? Tùy theo người, có người nó tròn lên mập tròn dễ thương quá, có người gặp trộn mập thấy ghê, ví dụ vậy. Nói chung là ngoại hình em vậy là ok rồi, vậy okay rồi. Có vấn đề gì đâu chị, nói Lan vấn đề. Mà Lan có người cũng chê mà. Mình đừng đá qua được không? Kệ tôi, kệ tôi. Thật ra đừng có lo lắng những cái suy nghĩ của người khác. Quan trọng mình sống khỏe là được rồi ha. Đúng rồi, sống khỏe. Nhưng mà ốm mà có khỏe không? Dạ bình thường chị. Đó bình thường là được rồi. Sợ gì, không có sợ gì hết, đừng lo lắng điều đó nha. Rồi bây giờ mình nói về tình trường của mình đi. Đúng rồi. Tình yêu sao? Dạ thì trước giờ thì em có 2 mối tình. 2 mối. Dạ, mối tình gần nhất chia tay cách đây là hơn 2 năm. Dạ. Mối tình nó lâu không? Dạ mối tình nó kéo dài khoảng 8 tháng. Chắc cũng không sâu sắc gì lắm đúng không? Dạ em nghĩ là nó rất là sâu sắc và 8 tháng là sâu sắc. Dạ bởi vì dạ cái cách... mối tình đầu đó. Dạ không có mối tình thứ hai rồi. Mối hai luôn á. Bởi vì cái quan điểm của em mà khi mà quen, xác định quen bằng nữ á, quen là để cưới chứ không phải là, nên thành ra là tìm hiểu rồi đến gia đình, thăm gia đình rồi có chứ mà mới có 8 tháng mà sâu sắc vậy đó hả? Dạ thì cái tùy vào cái cách quen của mình nữa. Rồi tới gia đình rồi sao người ta không cho tới nữa hay sao, hay là? Dạ thì tại vì gia đình của bạn nữ là bên theo Công giáo. Thành ra là em thì cũng đã đi học đạo rồi. Tuy nhiên thì trong quá trình quen thì nói chung là những cái yêu cầu của phía nhà gái thì mình đôi lúc nó cũng mình không có đáp ứng được. Với lại thứ nhất thứ hai nữa là bạn nữ cũng còn tương đối trẻ, bạn lúc đó khoảng 25 tuổi. Thì cái tình cảm của bạn thì nó có thể là chưa sử đủ quyết tâm để mà vượt qua những cái rào cản về tôn giáo. Rồi. Dạ. Mối tình thứ hai đó là chia tay sau 8 tháng luôn. Dạ thì dạ đúng rồi. Rồi. Thôi vậy cũng chưa có gì hết. Dạ. Vấn đề là bây giờ mình coi bên đây có mấy mối tình nha. Đúng rồi. Tôi qua thăm nhà gái cái coi. Mai là tự ti đó, 2 mối tình rồi đó. Chào em gái. Em đường tình duyên sao nè? Dạ đường tình duyên của em thì em cũng trải qua 2 mối tình ạ. Giống bên kia ha? Dạ. Dài nhất mấy năm? Dạ hơn 1 năm ạ. Hơn 1 năm? Dạ. Ít nhất là bao lâu? Dạ tìm hiểu 6 tháng ạ. 6 tháng sáng tháng ha? Dạ. Hay ta. Rồi cái hơn 1 năm đó lý do sao chia tay vậy? Dạ do kiểu như là tính chuyện hôn nhân nhưng mà hai người không thống nhất được năm. Rồi khi mà đó thì em có gặp khó khăn về kinh tế, em muốn dừng lại, dời lại cái thời gian mà kết hôn á, nhưng mà ảnh thì ảnh không đồng ý. Chứ theo sau này phát sinh nhiều cái quan điểm mà nó trái ngược nhau quá nên thôi là dừng lại để cho hai người tìm được cái hướng đi tốt hơn cho mình, tìm được người phù hợp hơn cho mình ạ. Nói chung là chúng ta chưa có duyên nào vậy thôi ha, cũng chưa có gì nó căng thẳng lắm. Bây giờ mình bắt đầu một mối tình mới nè, một cái sự chững chạc mới trong tình yêu nữa. Em mong muốn cái tiêu chí, một mẫu hình lý tưởng của người bạn đời mình như thế nào? Dạ về tiêu chí thì em mong người đó là điềm tĩnh và cái suy nghĩ trưởng thành và sống yêu thương tình cảm, và một điều nữa đó là người đó không có ích kỷ. Thầy giáo bên kia anh nghĩ rằng tốt đó, đáp ứng gần như hết. Em có coi trọng ngoại hình không? Dạ không, chủ yếu là đạo đức ạ. Chủ yếu đạo đức đúng không? Dạ. Ngoại hình đẹp mà không có đạo đức cũng như không đúng không? Dạ. Ngoại hình như anh được không? Dạ như anh thì quá được rồi ạ. Vậy mà có người nói mập thì ghê quá. Cảm ơn em đã khen ngoại hình của anh. Đó, được rồi. Không? Tự nhiên mình gỡ quê trên sóng truyền hình. Gỡ quê. Tức quá mấy người cứ gặp tôi nó Mùi Linh mập chứ ghê quá. Nói vậy đâu có mập gì đâu đúng không? Bình thường, có nhiêu đâu. Có 90 mấy ký gần 100 thôi, có gì đâu mà phải... Gần tạ đó. Hả? Gần tạ. Gần tạ chứ có gì đâu. Con heo tạ mấy. Chết. Thôi mình bỏ qua chuyện đó đi. Đúng. Bây giờ mình hỏi hình mẫu lý tưởng của nhà trai nè. Dạ. Thì hình nữ, mẫu ý tưởng của em thì nhất là bạn nữ thì ngoại hình là dễ nhìn là được rồi. Thứ hai nữa là quá dễ nhìn. Đây bao nhìn luôn. Về tuổi đời thì nhỏ hơn em, rồi chiều cao hơi thấp hơn em một chút xíu là được. Nhỏ hơn đó, bên kia 8, bên đây 89 hả? 90. Dạ bên 90 đúng rồi, 89 90, nhỏ hơn tuổi. Nói chung là ổn hết. Dạ. Gì nữa? Về công việc thì có công việc thấp hơn, có thu nhập là được rồi. Bên đây ngang cũng được, ngang ngửa cũng được. Thôi không sao, chuyện đó không sao. Yêu nhau là cỡ nào cũng được. Không quan trọng. Đúng rồi. Dạ, quan trọng mập hay ốm. Nhỏ đi về giờ á. Rồi sao nữa, nó chơi chứ sao nữa nè. Dạ về công việc thì bạn bị nữ có công việc có thu nhập là được. Có thu nhập? Dạ. Bao thu nhập luôn? Dạ. Hãy nghe nói không? Còn về tính cách thì hy vọng là bạn nữ là một cái người biết cư xử và biết yêu lao động là được rồi. Ai cũng biết cư xử hết trơn, quan trọng mình cư xử với người ta thế nào. Dạ. Người ta sẽ cư xử với mình như vậy thôi. Dạ. Có cái chỗ nào mà em không thích không em nói ra luôn? Dạ, em nghĩ là cái điểm gì em không thích con gái? Phụ nữ ở cái tính cách nào? Nói nhiều thích không? Dạ thì nếu mà người mình thương mà nói nhiều em cũng thích, không sao. Mình đã thương là mình chấp nhận thôi. Đôi khi thương chứ về nói hoài mệt lắm em ơi. Nói thật sự thì hay nói gọn gọn là càm ràm đó. Nói nhiều em đỡ phải nói, em đỡ mệt. Vậy em nói đi. Mai mốt nghe còn mệt hơn. Ta càm ràm mà nó vui cái lỗ tai. Không, giống như có ai đàn ông nào mà nghe càm ràm vui lỗ tai em ơi. Người ta yêu được cái gì cũng được. Yêu cỡ nào càm ràm hoài nó cũng mệt lắm em ơi. Còn gì không thích nữa không? Dạ em nghĩ là không vấn đề gì. Trời, bạn đơn giản. Em không thích điều gì đàn ông nè? Dạ hút thuốc ạ. Có hút thuốc không? Dạ không, em là không hút thuốc, không rượu bia, không cà phê luôn. Gia trưởng có không? Dạ cũng không. Gì nữa? Dạ hết rồi. Trời ơi, đơn giản. Thật ra đàn ông bây giờ không có gia trưởng đâu. Ngày xưa còn có chứ giờ ít lắm rồi, không? Bớt nhiều rồi. Mà với lại một phần là do ngày xưa phụ nữ để cho đàn ông gia trưởng. Đúng rồi. Cái này nói thiệt. Phụ nữ bây giờ mình phải dùng lên. Đúng. Cho thanh niên biết mặt. Phụ nữ chúng ta phải dùng lên cho thanh niên biết mặt, cho đàn ông biết mặt. Mình đừng có gì cũng dạ dạ thưa thưa. Đàn ông lớn tới vậy thôi. Chứ thử coi mình dùng lên coi, đàn ông tái mặt liền. Đúng không? Tái riết mà dày nè. Dùng lên quá. Dùng quá. Cũng đừng cá tính quá. Bà này bà dùng dằn hơi quá. Thôi đùa thôi chứ tôi là người, một cái người mà gọi là lý tưởng luôn đó. Mà tại không ai thấy cái điều lý tưởng đó của tôi thôi. Dễ thương, xinh đẹp, cá tính. Thôi mình bớt khen nhau được không? Hơi khùng chút thôi. Mình đừng có khen nhau nữa, mình đang làm mai làm mối cho người ta. Mình nói cho người ta nhìn thấy phụ nữ thế nào, đàn ông thế nào, hiểu không? Rồi, nói chung là hai người này cũng tương quan hết trơn. Đúng rồi. Tương đồng nhiều thứ lắm. Bây giờ mình hỏi người thân đi, em đi với ai? Dạ em đi với ba má. À, ba má nữa được. Rất là nghiêm túc trong cái câu chuyện. Chào cô chú nhà trai. Dạ. Sao giờ cô chú thấy sao? Con dâu tương lai này được không? Chú cứ ngồi đi. Xin chào Quyền Linh, xin chào Ngọc Lan, xin chào hai con, xin chào tất cả mọi người có trong khán phòng hôm nay. Thật sự mà đến hôm nay mà chương trình mà tạo được cơ hội như cho các cháu như vậy là tôi thấy là quá được tuyệt vời rồi. Còn nhìn bên nữ bên này thì quá tuyệt vời thôi. Còn cái chuyện mà nói có đến với nhau là không được thì nó cũng là tùy cái duyên thôi. Chứ còn ở đây thì tôi nói thật là nó Viên thì con đầu cũng mong muốn lắm. Có dâu, có cháu rồi chứ người ta tuổi thì cũng cao rồi. Mà thực sự đó là mong muốn. Thì nếu mà đã đến đây rồi thì đôi bên cho nhau cơ hội. Tìm hiểu với nhau. Còn lời sau cuối cùng nữa thì tôi xin cảm ơn chương trình. MC Quyền Linh, Ngọc Lan, rồi ekip chương trình đã tạo cơ hội cho các con được gặp nhau. Tôi xin hết lời. Mời cô có ý kiến chút xíu con dâu tương lai. Cô thấy hợp với mình không? Cô cầm video cô. Nói chung là lên đây rồi thì hai con cho nhau cơ hội là tốt. Nhưng mà cô nhìn thấy nè, riêng mình nói chung là con người ta được hết chứ không được. Con mình được, con người ta cũng được. Xinh rồi, rất xinh đúng không? Xinh thì ghé phải xinh rồi, phải dễ nhìn thôi. Làm dâu, có làm dâu không? Không, nhà đó có làm dâu vậy chứ. Khỏi làm dâu ha? Đó, thấy chưa, khỏi làm dâu thấy chưa? Thằng nó xong rồi mình ra đi chơi rồi. Thật ra làm dâu giờ mẹ chồng cực chứ làm gì đâu. Đúng không? Làm dâu giờ mẹ chồng cực lắm. Đúng rồi. Làm dâu là mẹ chồng nào chăm sóc con cái rồi đủ thứ. Về mở cửa cho dâu vô nhà, thậm chí nấu cơm nấu nước cho con ăn. Thậm chí rất nhiều bà mẹ chồng lên làm chương trình mẹ chồng nàng dâu nha. Đại đa số mẹ chồng là nấu nướng cho con dâu ăn không. Giặt giũ quần áo con dâu luôn. Đó, vậy đó. Nó đừng sợ làm dâu nha mấy em. Cảm ơn nhà trai. Dạ. Em gái đi với ai? Dạ con đi với bạn ạ. Với bạn hả? Dạ. Chào nhà gái. Lực lượng bạn. Xin chào MC Quyền Linh, MC Lan Ngọc và xin chào Ngọc Lan. Ngọc Lan. Dạ. Lan Ngọc cũng đẹp. Ngọc Lan. Dạ. Xin chào khán giả trường quay. Em tên là Thùy, là bạn thân của Loan. Thì về Loan thì tính cách là rất là đảm đang và cũng sống tình cảm. Thì em thấy bạn trai bên này là cũng chân thành và có nhiều điểm tương đồng với Loan. Thì em nghĩ hai bạn cũng nên cho nhau cơ hội để mình có thể tìm hiểu kỹ hơn và nếu được thì có thể tiến xa hơn. Rồi, cảm ơn phần chia sẻ của nhà trai và gái. Bây giờ hai em đã nghe rõ rồi ha. Bây giờ mình gặp mặt, mình nói chuyện đi coi hợp lý hay không rồi tính sao nha. 2, 3 mở nào. Bắt đầu đi Viên. Dạ. Đứng lên, đứng lên. Chào em. Thì anh Vinh cũng có bó bông tặng em. Dạ, cảm ơn của anh. Anh cũng có bó bông tặng anh. Hy vọng là những lúc em thẳng á, anh nhìn vào nó sẽ thư giãn, và ví dụ nhìn tới nó thì sẽ nhớ em. Cảm ơn. Cảm ơn em. Coi như là không bao giờ gặp nhau từ xưa giờ. Đây là lần đầu tiên duy nhất gặp nhau đó, các bạn cảm nhận thế nào nè? Dạ thì cho anh nói trước ha. Dạ. Nói chung thứ nhất là nhìn em thì rất là dễ thương. Dạ. Nhưng mà về tính cách thì anh nghĩ là ổn, không vấn đề gì cả. Anh hy vọng là sẽ có cơ hội để làm quen và tìm hiểu em. Dạ. Em cảm ơn lời nhận xét của anh ạ. Em cũng xin chia sẻ về cảm nhận của mình về anh ạ. Dạ. Thì lần đầu tiên mình gặp nhau á, thì cái cảm nhận đầu tiên thì cảm thấy anh là một người khá hiền, và có tí gì đó gọi là khá là vui vẻ. Còn hai bạn nói to lên tí. Còn về tính cách á, thì thật sự thì em nghĩ á, thì sẽ cần thời gian để mình tìm hiểu thêm. Chứ thời lượng chương trình nó cũng có hạn, cho nên là mình cũng không thể hiểu được sâu được. Cho nên em cũng hy vọng là chúng ta sẽ có cơ hội để mà tìm hiểu tiếp ạ. Ok, cảm ơn em. Thì anh á, thì thật sự thì anh nghĩ rằng là trong cái khi mà làm quen bạn nữ á, thì anh khá là chủ động, và anh sẽ cố gắng là tại vì mình làm quen mà mình sẽ cố gắng là mình thay đổi và mình thích nghi với bạn nữ, nên là cái vấn đề đó thì có thể là em có thể yên tâm. Nhưng mà anh cũng rất là thoải mái, chứ không phải là khá là trẻ trung và thoải mái, chứ không có căng thẳng gì. Dạ. Cảm ơn chia sẻ của anh ạ. Em cũng thích một người tính cách như vậy ạ. Ví dụ như xảy ra cái điều gì không ưng ý thì với tính cách của anh thì hai người sẽ tìm được tiếng nói chung dễ hơn ạ. Cho em hỏi một chút đó là anh có ngại người ít nói không? Bởi vì em khá là ít nói. Không sao, thì anh nói bù thôi mà, có gì đâu. Cái gì đâu, thì thử em biết rồi, anh có thể nói 3-4 tiếng đồng hồ liên tục, không ngừng mà, không là gì cả. Dạ, vậy thoải mái. Khá là ok ạ. Yên tâm. Còn ví dụ như em nói nhiều thì anh sẽ lặng lại để cho em nói, không có gì cả. Anh nghĩ như thế nào về cái việc là hai người yêu nhau á, ngoài tình cảm thì cái gì sẽ quyết định cái cuộc tình đó hay là đi đến hôn nhân nó lâu dài ạ? Anh nghĩ là ngoài cái chuyện yêu á, cảm xúc á, thì nó còn phải có một chút gọi là sự tin tưởng lẫn nhau nữa. Mình tin nhau, nhưng mà cái niềm tin đó thì nó được xây dựng từ cái việc là mình thật sự muốn tìm hiểu đối phương thì mình sẽ tin nhau. Và trong cái khi mình làm quen với nhau đó thì anh nghĩ rằng là có gì thì mình chia sẻ, mình thẳng thắn với nhau. Ví dụ như là anh à, em thích cái đó, hoặc là em không thích cái này, tương tự như vậy thì mình sẽ có dễ dàng tìm được tiếng nói chung hơn, mình sẽ dễ có đến với nhau hơn. Tuy nhiên thì anh nghĩ rằng là anh là con trai thì anh sẽ chủ động, em yên tâm, anh sẽ chủ động chứ không có để cho bạn nữ phải là một người chủ động. Anh sẽ bày vẽ đủ thứ tùm lum á, thì bạn nữ cảm thấy rằng là ấy, nhưng mà em cứ thoải mái, em không cần phải áp lực. Đôi lúc nhìn thấy ủa ông này là ổng là giảng viên thì ổng có hơi mô phạm, đi với ổng hơi cứng đúng không, nhưng mà em cứ thoải mái đi, anh cũng rất là si tin, rất là tại vì anh giảng sinh viên mà, nó thoải mái, yên tâm. Các bạn trao đổi nhau về quan điểm hôn nhân gia đình của mỗi bên đó. Anh biết nấu ăn, nói chung là em yên tâm là con nhà nông mà, là cái gì cũng biết. Còn chuyện hôn nhân thì anh nghĩ rằng là anh chưa nghĩ, anh có nghĩ đến nó nha, nhưng mà anh không quá đặt nặng khi mà anh tìm hiểu một bạn nữ. Nhưng mà nếu phải nói về chuyện hôn nhân thì anh nghĩ rằng là hôn nhân thì mình cứ chia sẻ với nhau, đúng không? Cho em hỏi câu hỏi cuối ạ, đó là khi mà tìm hiểu nhau, quen nhau thì trong thời gian bao lâu thì anh cảm thấy là tiến tới hôn nhân thì hợp lý ạ? Anh nghĩ nó còn phụ thuộc vào bạn nữ nữa. Tình cảm nếu đủ chín á thì có thể nó là 6 tháng, 9 tháng. Còn biết là có thể nhanh hơn, hoặc có thể chậm hơn. Đó là anh nghĩ là cũng tùy thuộc vào cái mối quan hệ và cách tìm hiểu của hai người nữa. Dạ, em cảm ơn ạ. Ngược lại thì em nghĩ sao? Thật sự thì em nghĩ thời gian nó không quan trọng lắm. Chủ yếu là chia sẻ, đồng cảm. Và khi mà xảy ra chuyện thì cùng nhau giải quyết như thế nào, tìm được tiếng nói chung hay không. Và kiểu như là khi trong cuộc sống hôn nhân thì mình cần cái tính là khoan dung nhau và tôn trọng nhau, thì em nghĩ thì nó sẽ bền và đi được xa hơn. Ok, anh đồng ý với em. Mình nói một chút về tương lai đi, thí dụ bây giờ hai đứa tìm hiểu nhau rồi, đến với nhau rồi, mình phát triển kinh tế ở đâu, mình ở đâu, như thế nào, mình vẽ ra một bức tranh về gia đình đi, để xem có hợp với nhau hay không. Em xin chia sẻ về bản thân em trước. Tức là công việc của em thì em xác định là em sẽ định hướng ở Sài Gòn và gắn bó với nó. Còn không biết công việc của anh thì anh định hướng như thế nào và sau này sẽ như thế nào ạ? Chắc chắn anh sẽ làm việc ở Sài Gòn. Và anh không có ý định đi nơi khác. Dạ. Vậy thì khá là trùng hợp rồi. Anh thì chắc chắn là sẽ làm ở Sài Gòn. Dạ. Em yên tâm. Hai bạn dự tính khi nào thì nhà trai có thể bước qua nhà gái được? Dạ, bước qua là tiến tới hôn nhân đó. Dạ, thì như em nói lúc nãy đó, cũng tùy thuộc vào cái sự tìm hiểu nữa và cái tình cảm của hai bên nữa. Riêng về phía em thì em hy vọng là nó sẽ không quá 1 năm. Tại vì em cũng biết rồi đó, anh cũng có tuổi rồi. Tuổi không phải là trẻ, không phải là già, nhưng mà cũng đã đến tuổi, và anh nghĩ rằng là 1 năm á, 9 tháng đến 1 năm thì đó là thời gian đủ để có thể tìm hiểu, nếu thật sự muốn biết, muốn làm quen nhau. Dạ, em cảm ơn chia sẻ của anh ạ. Mình chia sẻ nhau về mặt tiền bạc chút đi. Thật ra là rất nhiều cặp đôi khi mà lấy nhau đó thì cái gì cũng được, nhưng mà khi về nhà đó, cơm áo gạo tiền đó, tiền này tiền kia rồi á, người này quản lý người kia không quản lý đó, nó xảy ra mâu thuẫn rất là nhiều. Bây giờ mình chia sẻ chút xíu về quan điểm về tiền bạc đi, kinh tế trong gia đình đó. Em nhường anh ạ. Anh nghĩ rằng là anh không có thích giữ tiền. Thật sự bây giờ thì anh thích em giữ tiền hơn, đúng không? Anh sẽ đưa tiền, nếu mà anh không có thích anh giữ tiền, em cứ giữ đi nha. Nhưng mà dĩ nhiên nếu em là một người tinh ý, đúng không, thì em sẽ để lại cho một cái gì đó cho anh để, đúng không? Cảm ơn chia sẻ của anh, nhưng mà thật trùng hợp là em cũng không thích giữ tiền, nhưng mà em thích là cả hai cùng giữ tiền. Và có một cái bạn không ai thích giữ tiền. Tôi giữ cho, tôi giữ không sao hết, không sao, có người kia giữ giùm, có người giữ giùm, em không thích tiền lắm. Hiếm thấy ai nói là tôi không thích giữ tiền, tôi không thích tiền hết. Nhưng mà khi á, trong hôn nhân đó, thật ra nói vậy thôi chứ trong hôn nhân nó cũng rất là nhạy cảm trong vấn đề này. Cái người giữ cái tiền cũng mệt mỏi, mà cái người không giữ tiền cũng mệt mỏi. Thật ra hai bạn này rất là điềm tĩnh và trưởng thành, trong suy nghĩ của các bạn rất là sâu sắc luôn. Thì Lan nghĩ là khi mà hai bạn đã quyết định đến với hôn nhân thì hai bạn sẽ tự khắc có cái cách giải quyết cái vấn đề đó và dàn xếp vấn đề đó. Hợp lý. Hai bạn nói tiếp tục về hôn nhân đi, về con cái. Em có thích nói về đó không? Hay là... Dạ, anh cứ nói ạ. Theo anh thì anh không... Mình cứ vui vẻ, đúng không? Dĩ nhiên là con cái thì ai cũng mong. Tuy nhiên là nó cần có một cái sự chuẩn bị, cả về sức khỏe, cả về tâm lý, và cả điều kiện về tài chính, kinh tế nữa. Thì có thể là mình có thể cưới nhau, đến nhau với nhau, hôn nhân thì có thể tìm hiểu, có thể yêu đương và giống như vợ chồng son cũng khoảng 1 năm chẳng hạn, thì sau đó hãy tính đến chuyện con cái. Và khi nào bạn nữ cảm thấy sẵn sàng, nhưng mà anh nghĩ rằng là nếu tuổi của em thì em sẽ sẵn sàng. Dạ, em thì cũng từng nghĩ ạ, nhưng mà cái gì thì mình cũng phụ thuộc vào cái duyên ạ. Thích mọi chuyện thì nó theo tự nhiên thì nó sẽ tốt hơn ạ. Còn cho em hỏi là anh có quan trọng con trai hay con gái không ạ? Không, anh không quan trọng. Con nào cũng là con và cũng là tốt hết. Dạ, em chỉ có câu hỏi đó thôi. Miễn sao có con là hạnh phúc rồi các bạn. Nó thích bạn này lắm nha, bạn này suy nghĩ rất là xa, đó là kinh tế phải chuẩn bị cho đủ, sức khỏe chuẩn bị cho đủ rồi mới có con. Giáo mà. Hay. Thật ra hai bạn, nãy Ngọc Lan nói rất hay, hai bạn này đã trưởng thành. Đúng rồi. Các bạn rất là văn minh, các bạn nó rất là hiện đại, các bạn có suy nghĩ rất là gọi là thoáng. Ha. Rồi, tôi nghĩ rằng các bạn đủ để quyết định điều đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với nhau để trao nhau một chút cảm xúc, lại gần nhau hơn. Các bạn hãy nhìn thẳng vào mắt nhau, nhìn tận đáy mắt nhau để tìm ra một chút gì đó cảm xúc rung động. Đó, bây giờ nãy giờ nói chuyện với cô gái đối diện mình, mình cảm nhận cô ấy là người thế nào, mình có một chút rung động hay cảm xúc gì đó mình nói cho ấy biết đi. Thì bạn Loan thì rất là dễ thương. Cái Loan thì thật sự rất là một người phụ nữ rất là trưởng thành và đã rất là chín chắn trong cái mối quan hệ, cũng như là định hướng cho tương lai. Thì em nghĩ rằng đó là một cái điều rất là tốt và em rất là tôn trọng điều đó. Ngược lại, cảm nhận của em về anh đó thì là một người gọi là suy nghĩ chu đáo, điềm tĩnh và gọi là mọi thứ thì mình là suy nghĩ hết rồi, rất là gọi là có sự chuẩn bị hết rồi. Người đàn ông đáng tin cậy để mà cho em dựa vào ạ. Thầy giáo có thể hát tặng một bài cho cô ấy. Cứ nắm tay, ấy. Đây là giây phút chúng ta trao nhau những cái cảm xúc ban đầu. Em cũng rất ít hát mà cũng không có thuộc lời. nên là cho phép em là được cầm giấy hát được không ạ? Một đoạn nào đó. Dạ, cầm giấy hát. Chuẩn bị rất kỹ nha. Dạ. Em mới in sáng nay. Em xin được hát bài Bức thư tình đầu tiên đôi câu. Hèn chi thầy móc bức thư ra hát. Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương, ta đã gặp nhau bối rối thật lâu. Đêm nay dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau. Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao, sẽ luôn ở đây nơi tim anh tình yêu bất tận. Phút giây anh nghẹn lời vì biết em yêu anh. Dạ, em xin hết. Thầy giáo ơi, mốt cố gắng học bài này đám cưới hát đừng mở giấy ra nha. Dạ được, chắc chắn. Dạ, em cũng có một khúc hát cũng tặng cho riêng anh ạ. Đó là bài một đoạn trong bài Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ ạ. Đêm nghe tiếng mưa rơi, đêm mây chiều hàng rồi mà chưa vơi nỗi nhớ. Ở hai đầu nỗi nhớ, yêu và thương sâu hơn. Ở hai đầu nỗi nhớ, mối tình đầm thắm hơn. Xin hết ạ. Trở về ghế của mình. Để tay vào nút bấm nha các bạn. Bây giờ các bạn đủ để chúng ta có thể đưa đến quyết định bằng trái tim của mình. Kiểm tra lại một lần nữa các bạn, con tim mình có thật sự rung động chưa? Sau khi trò chuyện, sau khi nghe người thân nói chuyện, sau khi nắm tay nhau, cùng hát với nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau, 30 giây suy nghĩ và đưa ra quyết định nha các bạn. Chuẩn bị thật kỹ. Bấm nút là phải có trách nhiệm với những quyết định của mình. Các bạn sẽ đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3. Nói thiệt là nghe hai cái tiếng tách tách của các bạn mà tôi hạnh phúc vô cùng luôn. Chúc mừng. Nào, chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Nắm tay nhau nào. Đấy, hãy nắm chặt tay nhau nhé. Hãy vượt qua dông bão của cuộc đời này để hướng đến một tương lai tốt đẹp. Bây giờ có ba mẹ ngồi đây. Nói gì với ba mẹ đi. Dạ thì con rất là cảm ơn ba má đã hôm nay đến dự. Con cũng rất là cảm ơn bên gia đình phía bạn nữ đã đến dự. Cảm ơn. Dạ con cũng xin chào hai bác ạ. Thật sự con cũng cảm ơn những lời nhận xét của hai bác dành cho con ạ. Và cũng nhờ vậy mà con và anh bấm nút để mà tìm hiểu tiếp ạ. Con hy vọng thì qua chương trình này thì hai người sẽ có kết quả tốt đẹp ạ. Bác gái rất là xung động. Đã rơi nước mắt rồi. Hôm nay một ngày anh nghĩ rằng là ai cũng rất là nhớ hết. Những cái gì chúng ta nói chúng ta nhớ, giữ lấy, làm sao để tròn vẹn cái hạnh phúc cho riêng hai em nhé. Dạ, cảm ơn. Chúc hai em hạnh phúc. Dạ, cảm ơn anh chị. Cảm ơn mọi người. Một nụ hôn để đánh dấu ngày gặp mặt. Dạ, xin phép là đến lần sau. Chơi luôn, tới luôn. Thôi em xin phép hôn tay được không? Tới luôn. Dạ, thôi em hôn tay nha.